Hello, ngày hôm nay thì mình sẽ dành tặng các bạn thêm 4 nick 50.000 tiếp các bạn nhá. Các bạn ấy nên nhớ giúp cho mình là bạn nào có nick rồi thì đừng nhận nhá, để dành cho các bạn khác, các bạn ấy nhận nhá. Và các bạn đừng quên rằng là giáo sư top ý vãi nhại, cho nên là mình sẽ tặng cho hết nick luôn này. Với là bạn bạn nào mà có bạn bè muốn nick thì các bạn có thể là giới thiệu đến shop mới sướng giúp mình nhá. Rồi mình sẽ tặng các bạn 4 nick này. Bạn nào chưa có nick thì các bạn vào ấy nè. Có bạn nào có nick rồi thì các bạn đừng nhận nhé. Và có cơ hội nhận nick từ 15 đến 60 tưởng các bạn nhé. Tài khoản thông tin trắng. Các bạn có thể tá hô mà đổi mật khẩu các thứ đấy. Rồi mỗi ngày mình sẽ tặng các bạn 200 nghìn. Đấy. Và mỗi tháng thì tầm khoảng là 6 triệu. Và kênh YouTube của mình thì kiếm mỗi tháng tầm khoảng được 5 đến 6 triệu. Vừa đủ. Nhưng kênh của mình thì sống dựa đến Facebook thôi. Rồi. Bây giờ 4 nick các bạn nhé. Đây này, nick bốn cái nick này này đấy, mình bôi đen này, các bạn hãy tạm dừng và chụp ảnh này nhá, và các bạn vào và các bạn đổi mật khẩu nhá. Rồi chúc chào mừng các bạn để một siêu phẩm cực kỳ hay nhá. Rồi cảm ơn các bạn nhiều. Tốt mới chấm vn ạ. Bạn nào mà có câu ấy thì giới thiệu giúp mình nhá. Hello hello, xin chào tất cả bạn và chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với channel của chúng ta. Có rất nhiều bạn nói là Nakaroth mùa này nó rất là yếu, đừng chơi Nakaroth nữa. Nakaroth nó giảm sức mạnh yếu vãi nhái, bỏ Nakaroth đi. Đấy là những cái lời mà mình đọc được rất nhiều khi mà có một cái bản cập nhật 12 thì mình sắp tới, và đây là bản 12 rồi. Thì Nakaroth đúng là có bị giảm sức mạnh từ chiều 1 với chiều 2, không phải là sức mạnh mà là bị giảm cái thời gian hồi chiếu. Đấy, thì liệu các bạn nói là Nakaroth còn mạnh được không? Thì điều đầu tiên mình không nói là mạnh hay là gì cả, nhưng mình yêu cầu các bạn hãy xem hết clip này rồi sẽ đánh giá Nakaroth mạnh hay không. Còn cái thứ hai thì mình hy vọng tất cả các bạn ơi, những cái tình cảm của mình dành cho tất cả các bạn mỗi đầu clip, mình đều dành tất cả các bạn khoảng tầm vài trăm nghìn mỗi clip của mình để tặng cho các bạn những cái nick để tiến tất cả các bạn đã xem clip của mình. Thì mong tất cả các bạn hãy chân thành mà nhận nó. Đó là dù gì thì mình không thể cho các bạn tiền mặt được, bởi vì cho cái đó rất là khó, nhưng đó là một cái món quà tinh thần để mình khích lệ cho những bạn nào xem clip của mình ấy. Những bạn nào mới tập chơi, chúng ta mà có nick rồi thì đừng có nhận các bạn nhé. Hãy dành cho những bạn nào mới tập chơi thì hãy nhận nick. Vậy là bạn nào mà nhận được nick thì hy vọng tất cả các bạn có thể là comment vào trong kênh YouTube giúp mình nhé. Bạn nào mà nhận được rồi thì hãy comment ấy. Bởi vì nói chung là không cần phải cảm ơn mình đâu, mà để mình xác nhận thông tin ra là hôm nay thì bạn bạn A nhận, bạn B nhận, bạn C nhận. Đấy, thì đó là một cái rất là vui rồi. Còn trở về clip ngày hôm nay thì mình sẽ có rất nhiều điều để nói cho Nakaroth S12 này. Thứ nhất, thì Nakaroth S12 này chiếu 2 và chiếu 1 nó bị xáo trộn một chút, và nó bị tăng thời gian hồi chiếu mỗi chiếu tăng 1 giây. Thì nhiều bạn suy nghĩ rằng là liệu Nakaroth có chơi được 5 chiếu này không, hay là Nakaroth nó có yếu này không. Đây cái pha này nhá, mình sẽ nhảy con cá mini rồi bắt đầu con rát này chưa bán này. Ôi bá mảng thế này đi sạch rồi. Không biết rõ cái trận này mình sánh có hay không, đi có thuyết phục hay không, đi từ từ bình tĩnh thì mình sẽ đánh tất cả bản thuyết phục luôn đấy. Nakaroth bị tăng thời gian hồi chiếu thì nó sẽ bị ảnh hưởng một xíu nhỏ như muốn kiến ở giai đoạn đầu game các bạn nhé. Giai đoạn đầu game các bạn nên nhớ nó sẽ khó một chút giai đoạn đầu game, bởi vì thường khi chúng ta chơi Nakaroth quen có mua sánh các thứ ấy thì các chiêu thức của nó hồi nó nhanh hơn một giây thì chúng ta sẽ vuốt mượt hơn, nhưng bây giờ thì nó sẽ chậm hơn một giây thì khiến những cái pha chúng ta vuốt nó hơi chậm, và đôi khi chúng ta chơi chiêu thức hơi chậm nhịp một chút thì chúng ta sẽ bị đánh chậm một nhịp ở giai đoạn tầm khoảng 5 phút đổ về game đấy. Thì đó cái giai đoạn nó hơi bị chậm nhịp với Nakaroth, nhưng từ 5 phút trở lên thì Nakaroth nó sẽ là easy như cũ à, nó sẽ easy như cũ, và combo 5 chiếu nó rất là bá đạo. Và tí nữa thì mình sẽ đánh cho tất cả bạn thấy đây cái pha này nhá, mình sẽ ôi đủ đám hay không, quả này không đủ đám thôi. Ui rồi trừng phạt một kép, ui rồi liềm à, không thì tím được. Đó, cái pha này siêu nhân mà cứu của rồi, hay quá thực sự. Tím này siêu nhân đánh hay nhá. Mình đã gọi cho mình là KDA 301 và tím của mình là giết 6 màng và tím địch 4 màng. Thì đấy là một cái thế trận một mình sánh thôi, còn tím mình thì vẫn bình thường không ai sánh cả. Khi đối đầu với Caffini và Kalina và đặc biệt vị tướng Florentino thì chúng ta phải nên làm gì ạ? Có một cái mà các bạn phải nên nhớ cho mình khi các bạn gặp đối với ba vị tướng này, Caffini này,
Elina và Flo làm như nào để giết được nó? Các bạn mà không làm chứa một trùng chiếu trùng... Ôi! Liêm kìa! Hay quá! Đây! Mình sẽ nói cho các bạn nhé. Khi các bạn mà không nhảy chứa một trùng một trong ba vị tướng đấy thì các bạn không bao giờ dồn được đủ đám của ba vị tướng đấy. Tại vì sao ạ? Bởi vì ngay bản chất của ba vị tướng đấy thả diêu rất là tốt. Elina này, Caffeine và Flo, các bạn mà chỉ cần không khống chế chỉ trùng chiếu một để chúng ta zone combo 5 chiếu ấy, thì không bao giờ đủ sát thương để giết ba vị tướng đấy. Cho nên khi đổi đâu thì ba vị tướng đấy yêu cầu chúng ta muốn zone đam nó, các bạn phải combo 2-1 trùng nó, xong kích hoạt thêm chiếu 1 nữa thì chúng ta mới zone được combo 5 chiếu ba vị tướng đấy. Đặc biệt ba vị tướng đấy nhé, mình nhắc lại các bạn nhé, Flo, Elina và Caffeine, nếu các bạn mà không nhảy trúng thì các bạn đừng nghĩ các bạn sẽ giết nó. Đây cái pha này này, chơi luôn này. Đấy, let's go. Rồi, hay quá. Với lại tất cả các bạn nên nhớ combat combo Nagaroth 5 chiêu các bạn của mình, các bạn nên nhớ nhá, dùng 2-1-1 không dùng chiêu 3 đấy. Rồi chúng mình xin lỗi các bạn rất nhiều nhá, đây là cả clip của mình nó bị lỗi một chút khi bị đầy bổ nhớ ấy, là mình chết hai ma và nói chung nó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Rồi bây giờ thì đã là cái thời gian để giúp cho Nagaroth đấy, cái pha này này, ui pha này không giết được các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể thấy là khi con Kalina mình mà nhảy vào không trúng chiếu 1 thì chúng ta nên lui luôn. Nhiều bạn đánh Nagaroth nhá, kể các bạn có 5 chiếu, các bạn combo chật một combo đầu tiên ấy thì các bạn không đủ đáng để giết người đâu. Cho nên nhiều bạn lão lên sẽ bị chết rất là dễ. Cho nên là khi cắm ba vị tướng nó, mình cân nhắc các bạn ạ, tôi lo bởi vì ba vị tướng nó dồn đám Nagaroth rất mạnh. Cho nên các bạn đến cân nhắc giúp mình, khi mà không trúng chiếu 1 ấy thì các bạn hãy lui, các bạn hãy lui ngay giúp mình nhá. Đấy rồi, còn bây giờ thì mình sẽ có một chút góp ý cho tất cả các bạn khi vào khi các bạn sử dụng Nagaroth mùa 12 này. Đầu game chúng ta sẽ đánh hạn chế một chút, khi tầm giai đoạn phút thứ 5 từ 6 thì chúng ta sẽ đánh ngay từ củ khi mà cầm Nagaroth. Và mình sẽ nói lại với cách combo Nagaroth 5 chiếu này, chúng ta sẽ sử dụng 2-1-1-2. Đấy cái pha này này, cái pin này. Đấy, các bạn thấy chưa, mình vừa nói xong thì mình đã sử dụng combo. Đấy con này rồi, giết được rồi. Đây làm toàn này các bạn nhé, chỉ cần làm tròn Kalina này thôi thì các bạn có thể thoải mái có thể giết được nó. Rồi giết con này luôn, 1-2. Ui dồi, một khí đã sánh ấy các bạn, một khí đã sánh thì chúng ta làm cái gì nó không sánh đấy. Các bạn không phải ngại một cái vấn đề gì đâu. Đấy các bạn nhớ thứ nhất, nhớ cho mình đó, cái thứ nhất khi chơi Nagaroth mua 12 này các bạn chỉ cần nắm rồi mình ba cái. Thứ nhất chúng ta combo chuẩn gì thì cái đó không nói. Khi các bạn nhảy chiêu 2, chiêu 1, cái combo đầu tiên các bạn phải trúng ấy thì chúng ta mới có cơ hội để kết liễu đối phương một combo. Cái thứ nhất, cái thứ hai là chúng ta phải biết cách sử dụng combo 5 chiếu thật là chuẩn chỉ. Combo 5 chiếu nhảy ví dụ các bạn nhiều bản nhá, cùng mắc cái này này. Các bạn nhảy chiêu 2, chiêu 1 trúng rồi, nhưng khi các bạn tải cái hoạt chiêu 1 lại thì các bạn lại nhảy trật ạ. Khi các bạn nhảy trật thì các bạn sử dụng chiêu 3 trật, và sử dụng chiêu 3 trật thì coi như là lại không còn đám. Nó vẫn hôi 5 chiếu thật nhưng là các bạn lại không có đám ấy, đâm ra thì nó cũng là rất khó trong cái chiến thức này. Đòi hỏi các bạn sử dụng combo 5 chiếu này, các bạn nào chưa quen ấy, các bạn hãy sử dụng chậm lại cho mình một chút. Còn các bạn có combo mật thật đấy, đấy là một cái combo tí khá đơn giản nhưng rất là khó dung ấy. Khó dung ở chỗ là cái chú 3 các bạn nhá, cái chú 3 dung như thế nào mới chuẩn mình mới có nói rõ. Đấy cái pha này này, đây. Ôi không có đủ đám mật ra thôi. Đấy, con cải thứ má nữa các bạn, là các bạn biết cắn sắp sướng. Chẳng hạn đấy đây, chẳng hạn cái con Flo đấy, chơi luôn này. Mình sở gì ạ, đấy 5 chiếu nhá, cái pha này mình có bó xịt, nhưng chiếu 3 mình trúng là cũng đủ sát thương. Đấy, cái thứ 3 là khi tất cả bạn phải biết cắn sát thương các bạn lao vào, chết hay không. Các bạn phải biết cắn sát thương của bản thân của các bạn và tiến địch nhá. Đấy cái pha này này, đánh vào này, ôi dồi, hang kìa, ôi, cái pha này mình bay, ôi, à, mù mắt thế nhỉ. Ui dồi, cái pha này đập mắt vào tương nhỉ. Đấy, nhảy cả đi Nam Mu này, chưa bà này. Ui dồi, mình không thể tìm. À, một chém hay quá. Mình không thể tìm, tại sao mình lại bẫy được vào tương cái pha này nhờ. Rồi, tất cả các bạn ơi, mình xin hỏi một chút nhá. Mong tất cả các bạn có thể thông cảm giúp mình. Bởi vì hiện tại mình không thể, mình cố gắng rất nhiều để cho mình ra những clip ấy. Mình không thể ra clip thường xuyên, một ngày hai clip để hướng dẫn tất cả các bạn được. Bởi vì là hiện tại mình đang còn phải lái rất là nhiều. Mình phải lái tím rất là nhiều các bạn. Bởi vì bên Facebook hiện tại bây giờ chỉ số nó bắt mình lái tím rất nhiều ấy. Cho nên mong tất cả các bạn thông cảm mình nhá. Mình cố gắng ra những clip mà gọi là hữu ích nhất
chẳng hạn mình chọn lọc những cái vị tướng hữu ích nhất mình sẽ ra cho tất cả các bạn. Còn khi nào rảnh ấy thì lúc đó mình sẽ tập trung vào các clip đều cho tất cả các bạn có những cái stress nhất định. Còn bây giờ thì chúng ta tập trung nghiêm túc, mình sẽ hướng dẫn các bạn léo ránh cực kỳ nghiêm túc về vị tướng Nagaroth này. Và những cái điểm mấu chốt mình nói cái Nagaroth này mình sẽ nhấn mạnh này một chút. Khi chúng ta combo ấy, chúng ta phải để giúp mình phải chứa một lần thứ hai chúng ta bay về thực chuẩn, nó bay về trúng người nó để sử dụng thứ ba đấy, đấy đấy các bạn thấy chưa. Cái chứa một khi mình lướt lần thứ hai ấy, mình sẽ lướt theo rất là nhiều cách. Cách thứ nhất, khi mà vị tướng sát thủ ấy, mình sẽ bay vào sáu người nó để cái người của mình sẽ hướng vào mặt nó, mình sẽ quẹt chiêu ba. Dù nó có đi ngang qua người mình hay là có chạy đi đâu thì nó cũng sẽ dính. Đó là cái thứ nhất, đó là cái mèo để dùng chiêu một. Còn cái một thứ hai là chúng cái một lần thứ hai các bạn nhé, chúng ta phải nhảy. Thứ nhất là không thể nhảy dầm chấn tại chỗ, mà chúng ta sẽ nhảy dí chuyển một chút. Thứ nhất là sáu người nó đấy, thứ hai là sáng bên người nó đấy, sáng bên trái phải các bạn. Các bạn nên nhớ nhá, không được nhảy trước mặt nó nhá các bạn nhá. Kỳ nhất là chúng ta nhảy trước mặt nó. Nếu các bạn nhảy trước mặt nó thì nó sẽ chạy lưu một cái là mất cái lượng đám. Nó chỉ có cái lượng đám của chiếu ba khi các bạn nhảy sáu lưng nó này qua bên trái bên phải. Đấy là cái lượng sát thương có thể gây ra. Các bạn kỳ cho mình nhá, đấy là cái các bạn nên nhớ. Mình nói là này, khi các bạn tái kích hoạt chiếu một lần thứ hai của chiếu một, các bạn nên nhảy bên trái bên phải hoặc đường sáu người nó đấy. Các bạn nhớ bên cái mèo này nhá, chứ không nhiều khi các bạn nó nhảy trước mặt em nhảy chuẩn kỳ mấy ngày, em nhảy trước mặt nó em quẹt chiếu ba không trùng vắt nào ạ. Đấy thì các bạn nhé, các bạn hãy tưởng tượng là chiếu bạn quẹt nhảy lần trước mặt nó nhá, nó đi lùi về thì trùng kiểu gì, tâm chiếu ba của nó thì ngắn đủn lùi trùng kiểu gì đấy. Nên là đó là cái cách để các bạn dồn sát thương Nagaroth combo chuẩn kỳ nhá. Và mình nghĩ đấy là một clip nó khá là tuyệt vời thôi. Và bạn nào nói Nagaroth yếu thì các bạn hãy vào đấy comment cho mình nhá. Bạn nào nói yếu hãy phản bác cái clip này giúp mình, hãy comment. Ê tài clip này mày được thành ui rồi ôi ơ cái pha bị sốc sát thương kìa. Đấy các bạn nhé, cân nhắc nhé. Bay vào là đấy các bạn nhé, mình là tưởng là mình sánh lắm, các bạn bay vào một phát là không kịp thở đấy các bạn à. Đấy, có nhiều bạn phản bác cái game này mày sánh thì mày làm gì mà chả được. Rồi ok, mình chấp nhận ý kiến đấy, là game này mình hơi sánh một chút. Rồi còn những cái phản bác nào thì các bạn hãy phản bác ở phần comment nhé. Mình sẽ làm một clip Nagaroth cho tất cả các bạn thuyết phục. Chẳng hạn là mày có giỏi đi làm con Nagaroth thọt đi, mày có giỏi thì thử chết vài mảng để làm này đi. Rồi chỉ cần các bạn comment thì mình sẽ có clip cho các bạn à. Đấy, các bạn chỉ cần phản bác cho mình ý kiến thằng Nagaroth yếu lắm, yếu ở chỗ nào, mình sẽ làm một cho các bạn clip cực kỳ thuyết phục luôn nhá. Chỉ cần các bạn phản bác giúp mình bất kỳ một clip nào như vậy, chẳng hạn mình lao những cái vị tướng như kim rút các thứ đấy, con này yếu như vậy mình làm. Nếu các bạn nói yếu thì các bạn hãy nêu cái lý do đấy ra, mình sẽ làm cái lý do đấy cho các bạn, mình sẽ làm các bạn thuyết phục. Bởi vì những vị tướng nào mạnh thì mình nói mạnh, còn yếu thì mình sẽ nói yếu. Bởi vì là kênh này là kênh mục đích từ đầu căn bản từ khi kênh mơ sướng ra đời rồi, không phải là để mà thắng đi hay là để vui vẻ để làm các bạn linh tính đâu. Có nhưng mà ngày xưa có, còn bây giờ đi thì chỉ tập trung vào cho tất cả các bạn mục đích xem clip của mơ sướng là sao ạ, là léo ránh chỉnh thực lực của tất cả các bạn không nhờ vào cái thế đấy. Chẳng hạn như là kiểu phấn đi trong tiếng Anh gọi là vui vẻ tươi cười ấy đấy, hoặc là kiểu là làm những clip hai trốn ấy vui vẻ ấy. Cái đó thì mình không làm, mình chỉ tập trung những cái gọi là kỹ năng để giúp tất cả các bạn leo ranh bằng lực các bạn thôi đấy. Cho nên các bạn hãy cố gắng thông cảm giúp mình trong cái đợt này nhá. Mình biết kênh mình chuẩn bị 1 triệu subscribe rồi, mình mà làm clip chấm chỉ thì sẽ đạt 1 triệu subscribe sớm, nhưng hiện tại mình không thể làm được, chỉ có một ngày ra một cái clip thôi, mong các bạn thông cảm nhá. Rồi còn ngày nào thì mình cũng sẽ dành tặng các bạn những cái nick ở tiếng shop mơ sướng .vn ấy, các bạn đừng quên hãy lên đầu bây giờ nhận nick cho mình nhá. Đấy bây giờ thì khá sánh, ui giời kèm luôn, các bạn thấy chưa, các bạn thấy mình kèm cả bạn ui qua ra kêu luôn kìa, mega kêu anh ơi, mega kêu mega bạn ấy không kèm mega anh ơi, xong rồi của anh dệt không được rồi, mega kêu mẹ quá đeo tin được hai để như thế mà nó vẫn thì cái ép được mình, nhưng mình không tin được luôn. Rồi ok, mình nghỉ clip đến đây kết thúc rồi, mình xin chúc tất cả các bạn những gì tuyệt vời nhất và cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nhá. Chúc các bạn đầu tháng 10 thật là tuyệt vời nhá.
và bye bye, hẹn gặp lại tất cả bạn vào clip sau. Tất cả bạn ơi, bye yêu.